phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát bản vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời lớp Phật pháp căn bản hôm nay mời đại chúng tìm hiểu nội dung giáo nghĩa đa giới. Giáo nghĩa đa giới là một nội dung tối quan trọng đặt xuống nền tảng để chúng ta đi vào lý duyên khởi. Chúng ta lưu ý sâu sắc giáo nghĩa này đặt xuống nền tảng để chúng ta đi vào lý duyên khởi. Nếu không có thông tường giáo nghĩa này thì duyên khởi chúng ta sẽ rơi vào trạng thái mơ hồ khập khiễng. Bởi thế cho nên chúng ta học trong nội dung này có nhiều buổi và buổi hôm nay chúng ta sẽ đi vào lời dạy của đức Phật về đa giới mà thầy đặt một cái tựa là giáo nghĩa đa giới. Rồi lần sau chúng ta sẽ đi vào những cái bài chẳng hạn như là phân tích đa giới. Hiểu không hả? Giáo nghĩa tức là chúng ta y cứ vào lời của đức Phật khai thị. Một thời đức bạc và phạm trụ ở trong vườn cấp cô độc rừng thể đa thành thất la Phiệt. khi ấy tôn giả a à nan một mình trong tỉnh thất tư duy như vậy những ai khởi lên các điều kinh sợ và tai họa nhiễu não đều là ngu phu chẳng phải là những người trí tư duy như vậy rồi vào phần sâu của ngày tức là sau giờ ngọ tôn giả a à nan ra khối tỉnh thất đến chỗ thế tôn đánh lễ hai chân ngồi qua một bên trình bày đầy đủ việc mình đã tư duy lên thế tôn chúng ta lược tóm một chút xíu giáo nghĩa này Duyên khởi không gian và thời gian Đức Thế Tôn đang ở tại vườn cấp cô độc rừng Kỳ Đà thành Thất La Việt. Và lúc bây giờ Đức Tôn giả A Nan ở trong tỉnh thất của mình. Ai đi đến tới vườn cấp cô độc, tỉnh thất của Tôn giả A Nan thường ở dưới một cái cây Bồ đề. Vinh hóa Ấn Độ người ta tôn thờ cây Bồ đề có giá trị hơn ngồi chánh điện trong văn hóa Việt. Xây một cái lâu đài, xây một cái tòa nhà, xây một cái 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 cung điện ngang đó, nhưng mà trong tâm thức của người Phật tử đương thời thì họ xem cây Bồ đề thiêng liêng hơn. Và các vị tôn giả thường hay ngồi dưới cội Bồ đề mà thuyết pháp. Và tất nhiên ngài làm một cái ngồi tỉnh thất nhỏ ở bên cây bồ đề đó. Tôn giả A Nan ngồi yên ở trong tỉnh thất của mình. Và ở trong này á dùng chữ tỉnh thất nó hay hơn chữ tịnh. chữ tịnh tức là trạng thái tâm thức nó vắng lệnh, còn chữ tịnh đơn giản là thanh tịnh á. Thanh tịnh nó hướng tới cái mục tiêu, còn tỉnh tức là chúng ta phải hành động tâm mình nó mới tỉnh được. Và ở trong cái trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối của tâm hồn đó tôn giả a à nan chiêm nghiệm xem nỗi sợ hãi sự lo âu ở đâu sinh ra và nó xuất hiện ở trong những con người nào và lúc bây giờ tôn giả thấy rằng do mình không hiếu cho nên mình mới sợ hãi còn khi mình đã hiếu rồi thì không có sợ nữa rồi sự thật tất cả mọi sự lo toan sợ hãi đều sinh ra trong môi trường không có trí tuệ Căn bản nhất đó là bản ngã của chúng ta Không biết chừng nào nó chết và nó bị tổn hại ra sao Bởi vậy cho nên bất kỳ nhân duyên nào đưa đẩy dẫn tới tính chất đe dọa mạng sống Thì lúc bây giờ cơn sợ hãi trong bản năng xuất hiện còn một đấng thế tôn giác ngộ thì Ngài không còn sợ hãi nữa bởi vì trí tuệ của Ngài sôi sáng tất cả mọi việc. Do vậy mà tôn giả A Nan đưa đến kết luận như vậy. Chân lý này chỉ khi nào Đức Thế Tôn khai thị, Đức Thế Tôn ấn khả thì lúc bây giờ nó mới biến thành chân lý siêu việt. Còn suy nghĩ của tất cả các bậc tôn giả đương thời chưa có thể gọi là kinh. Do vậy mà Tôn giả A Nan đem suy nghĩ của mình trình lên Đức Thế Tôn và Đức Thế Tôn ấn khả như sau. Thật vậy, thật vậy. Những ai khởi lên các điều kinh sợ và ta hay họa, nhiễu não đều là ngu phu. Chẳng phải là những người trí. Như bó lửa trên mái nhà có lâu khô, lầu đài dinh thự đều bị thiêu cháy. Kẻ ngu cũng vậy, vì vô trí nên khởi các điều kinh sợ và tai họa các thứ Kinh sợ và tai họa nó đến với chúng ta như thế nào chúng ta không có biết Mà nếu như thực sự nó đến được, nó đến thì chúng ta cũng không thế nào tránh khỏi Bởi vì tai họa nó đến với chúng ta, nó đến bằng, bằng động lực của nghiệp Mà nghiệp đó là do tính nhân quả chúng ta đã tạo ra làm sao tránh khỏi một bậc trí nhìn thấy cái nghiệp của mình đến họ thản nhiên trả nghiệp không chạy trốn không sinh phiền não chẳng kinh sợ chúng ta sợ quá sợ cái quả báo xấu mà mình gây ra cho nên thường thường kinh sợ nhưng mà hiểu rõ nghiệp đến thì làm sao mà tránh khỏi cho nên làm sao mà mà tránh được thì biết như vậy cần gì phải sợ nữa nhưng khổ thay chúng ta chưa hiểu tương tận chúng ta nói thế thôi chứ còn khi cái gì đó đe dọa đến mạng sống chúng ta thì kinh sợ nó sẽ xuất hiện Thế Tôn nói rằng Khánh Hỷ nên biết Khánh Hỷ tức là A Nan tên gọi khác, tên gọi dịch ra. Khánh Hỷ nên biết, điều kinh sợ, tai họa, nhiễu não trong quá khứ, vị lai hiện tại đều phát sinh nơi kẻ ngu, chẳng phải nơi người trí. Vì những người trí không khởi những điều đó. Khánh hỷ nên biết người ngu có kinh sợ, người trí không có kinh sợ, người ngu có tai họa, người trí không có tai họa, người ngu có nhiễu não, người trí không có nhiễu não. Vì vậy, Khánh hỷ nên biết sau khi biết pháp của người ngu và người trí rồi, nên xa lìa các pháp của người ngu, nên thọ trì đúng đắn pháp của người trí. Sau khi đã phân biệt được đâu là pháp của người trí, đâu là pháp của người ngu, thì lúc bây giờ chúng ta phát tâm thọ trì pháp của người trí, viễn ly pháp của người ngu. Vậy thì pháp của người ngu là pháp gì? Hả? Pháp sợ hãi mà nó mình mình không muốn sợ nữa, nó cứ sợ mà làm sao? Tức là chúng ta phải thắp sáng lên trí tuệ vậy thì trí tuệ này nó thắp sáng lên ở đâu môi trường nào và đối tượng cần phải thắp sáng lên là gì khi mọi thứ đã tường tận hết rồi ví dụ như chúng ta đi vào trong một căn nhà tối tem mù mịt chúng ta không biết trong đó ngay đâu là có ma có quỷ có hố hầm nguy hiểm gì đó và chúng ta bước vào trong cửa là chúng ta thấy ớn lạnh rồi nhưng nếu như mà bật đèn sáng trưng lên mà chúng ta nhìn thấy mọi việc chúng ta đều có thể kiểm soát được nó thì chúng ta có còn sợ nữa không, còn lo nữa không? Bởi vậy cho nên khi chúng ta thấy rõ rồi tất nhiên chúng ta không còn lo sợ. Thấy rõ đó chính là trí tuệ. Vậy thì cần phải thắp sáng trí tuệ lên trong phương diện nào để cho pháp của người ngu bị loại trừ, kinh sợ bị từ bỏ. Tôn giả A Nan Bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn cho đến mức nào được xem là người ngu? Nói anh ngu quá, cái mình hỏi như vậy là ngu là gì? Tới mức nào mà mình bị gọi là người ngu? Phải không à? Chúng ta học giáo pháp Phật nó vui vậy đó, không có nói vì nhân ngã, không có nói vì xúc phạm, không có nói vì khen chế mà chỉ là ngôn từ miêu tả đúng bản chất của vấn đề. Thế Tôn trả lời, Này A Nan, những ai không thiện xảo về giới, xứ ứng pháp duyên khởi, xứ phi xứ cho đến mức này được xem là người ngu. Các vị có thiện xảo về giới không? Về xứ, về ứng, về pháp duyên khởi, về xứ phi xứ cho đến mức này Nhà tiêu rồi mình ngu hết trơn rồi có, 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 phải không tới đây là mình thấy mình ngu hết trơn phải không à cho à, nên là, là chỗ đó như vậy, tại, tới, mức này gọi là người ngu à, thì thay vì sao bây giờ đưa ra mà mình cái nào mình cũng mơ hồ hết trơn hình như cũng có nghe tên chút xíu rồi đấy cũng có ném được đại khái rồi chứ mà tương tận thì không có cho nên đâu có đạt đến mức thiện xảo tức là mơ hồ nắm bắt một cách khái quát đi vào có thể hiếu mong lung không thể phân tích rõ ràng như vậy thì trạng thái này là chúng ta cũng có ngu ngu sơ sơ thấy không hả rồi bây giờ cho nên học pháp á, thưa, thưa thưa các vị các vị nghe thầy nói chữ là cái hiếu theo chữ đừng có nói rằng thầy miệt thị ngày xưa thầy không có biết tại vì kinh như vậy nói như vậy thì thầy cứ nói như vậy không mấy phật tử nói mình già đi chùa không thấy con nhỏ không kiêu nói mình ngu. Nhưng mà rõ ràng đến giờ là ai là ai khôn? Định nghĩa theo này cái ai khôn không? Không có ai khôn hết, không có ai là người trí hết. Ở mức này tức là nhìn theo đôi mắt của Phật, nhìn theo chân lý thì thấy rằng chúng ta đều là Kẻ ngu phu cả. A nan bạch Phật, vậy bạch Đức Thế Tôn cho đến mức nào gọi là người trí? Dĩ nhiên chúng ta hiểu ngược lại những ai thiện xảo và giới xứ ứng và pháp duyên khởi xứ phi xứ cho đến mức này được xem là người trí. A Nan lại bạch Phật, người trí thiện xảo và giới là như thế nào? Tôn giáo A Nan hối từng phần từng phần gọi đa giới mà nhiều phương diện, nhiều phạm trù, linh tinh linh tinh và khi mà chúng ta hiểu những cái linh tinh nền tảng này rồi khi đi vào ở trong cái duyên khởi trùng trùng kia Chúng ta mới hiểu được Còn khi chúng ta không có hiểu được Trên nền tảng căn bản của đa giới Do cái cảnh giới trùng trùng là chúng ta mịt mù ngay Phật đáp rằng Người trí như thật thấy biết 18 giới là thiện xảo và giới Nghĩa là như thật thấy biết Và nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới tỷ giới hương giới tỷ thức giới thiệt giới vị giới thiệt thức giới thân giới xúc giới thân xúc giới thân thức giới ý giới pháp giới và ý thức giới hay nói cách khác là Xấu căn xấu trần xấu thức giới đúng chưa hả không hiểu không hiểu không thiện xảo về phương diện này thì được gọi là là ngu phu trong lĩnh vực 18 giới mà lĩnh vực này chúng ta đã học đi học lại chẳng tới dần lui rồi nhưng mà cái tâm của chúng ta nó thực sự là quá quá ư lạ là kiên cố hay gọi là ngu kiên cố thành ra dần mãi mà nó không có nhừ ra quá thật như vậy đó chúng ta học những đạo lý này nhiều quá rồi phải không hả à? Nhất tới nhất lui xấu giác quan xấu đối tượng nhận biết và số cái phạm vi khởi lên nhận thức số khả năng phân biệt này và lĩnh vực này là chính là những gì chúng ta đang sống đang hoạt động đang sử dụng nó mà chúng ta lại không hiểu cái cấu trúc bộ máy thân thể của chúng ta thì thôi như vậy thì chúng ta hiểu ai thế mà chúng ta đôi khi nghĩ rằng người đó hiểu chúng ta bản thân mình không hiểu mình mình mong người ta hiểu mình là mong sao hối họ họ hiểu bản thân họ hay không họ cũng chẳng hiểu luôn nhân duyên ứng xử nó trùng hợp một chút và chúng ta có cái ảo giác mơ hồ trong đó chứ không phải là trí tuệ hiểu biết đâu căn bản chúng ta nói đến trí tức là sự sôi sáng mà sôi sáng chính trên nền tảng cuộc sống của chúng ta đây sáu giác quan sáu đối tượng nhận thức và sáu khả năng phân biệt chúng ta sống với nó từ hồi nhỏ giờ mà mình không không biết là sao hả? Lại như thật thấy biết sáu giới là thiện xảo và giới như thật thấy biết về địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới và thức giới địa, thủy, hỏa, phong, không thức sáu giác quan những điều đó đã miêu tả rõ còn địa, thủy, hỏa, phong, không thức là chia ra những cái phạm trù căn bản những tố chất cấu thành thân thể của chúng ta đó là bốn đại đó là hư không và đó là là thức ở sự ngưng tụ của các tố chất này đây gọi là bốn đại chúng và bốn đại chúng sở tạo chúng ta có thiện xảo vừa nói hay không không thiện xảo thì hãy học hãy quán chiếu nghiền ngẫm chiêm nghiệm chúng ta sẽ đạt đến chỗ thấy biết tăng trưởng dần dần đến mức là là gì nhãn trí minh giác lại như thật thấy biết xấu giới là thiện xảo về giới tức là như thật thấy biết về dục giới sân giới hại giới vô dục giới vô sân giới vô hại giới cho nên chữ xấu giới mà nói tới địa thị hóa phong không thức thì khác nhưng cũng xấu giới mà lại nói về tham sân si à, tham sân hại đó và vô dục vô sân và vô hại các cái phạm trù này hoàn toàn khác nhau chúng ta nên nỗ lực hướng đến phạm trù nào mà cố gắng sống với nó lại nữa như thật thấy biết xấu giới là thiện xảo và giới tức là như thật thấy biết vừa lạc giới khổ giới hỷ giới ưu giới xả giới và vô minh giới như thế nào gọi là lạc như thế nào gọi là khổ các vị có, có sống được ở trong lạc không? Có không? Nếu như ai sống được trong lạc, người ấy đã chứng được tam thiền. Chứng được tam thiền chưa? Chưa sao trước nói có? Lại là ngu phu. Có bao giờ không à? Tại vì, tại vì cái cảnh giới lạc tâm chúng ta nó nếm được là khi nào ở trong tam thiền. Còn dưới cái mức tam thiền là mất cái hí thôi mà thì thôi chưa có thể nếm được tại vượt khối tam thiền thì nó hết lạc mà lạc nó sẽ xuất hiện ở trong tam thiền còn những cái trạng thái khinh an cái đó chúng ta nhầm lẫn chứ không phải lạc đâu rồi khổ giới chỗ nào chúng ta có nếm được không cái này thì nếm chết rồi cái này thì khổ nhỏ giờ ông lý nào ông biết khổ không khổ chuyện này khổ chuyện kia phải không à cái khổ nó như thế nào là chúng ta cũng nếm được nhưng mà khổ thế là chúng ta hay quên nó có cái chuyện vui chút là chúng ta quên đời là cõi khổ Hỷ giới, ưu giới, xả giới Xả trạng thái này nó làm chúng ta hay buồn buồn Nhưng mà chúng ta thường không muốn mình buồn Cho nên cứ muốn vui mãi Nhưng mà nào có vui mãi được đâu Vạn pháp nó vô thường Vui ở mức nào đó, thanh hoa lên tới mức nào đó Nó cũng sẽ rơi xuống Bởi vì đó là định luật tự nhiên của tâm thức nhìn thấy một người họ vui họ vui tới mức là cung cực vui là chúng ta biết ngày hôm sau họ sẽ buồn tại vì cái và cái cái tính chất vô thường của nó nó như vậy đó, đó. và mà khi mà thấy người ta vui vui quá sức ngày sau mình không muốn nghe người ta nói chuyện buồn là mình nên tắt điện thoại của họ có đúng vậy không hả à? tại sao bởi vì họ buồn họ được kiếm mình nói nữa <laughs> tức là mình nghe <laughs> nên là tại vì cái định, định luật này là tự nhiên nó vạn vật nó phát ra tới mức nào đó rồi nó nó tàn xuống nhưng mà khổ đau tới mức nào đó nó cũng sẽ đi lên lại đó là cái định, định luật tự nhiên của tâm thức chúng ta còn cái trạng thái định lực nó duy trì ví dụ như có người ít buồn ít vui đó là nhờ công phu còn nếu như mà ít công phu thì buồn vui một ngày nó diễn ra không biết bao nhiêu lần vô minh giới lĩnh vực nào gọi là vô minh nói đến xấu giới thì chúng ta lại hiểu phương diện thứ ba là như vậy thầy nói về giáo nghĩa một cách tóm lược bởi vì tuyên lại giáo nghĩa không đi sâu phân tích lần sau chúng ta đi vào phân tích giáo nghĩa thì lúc đó chúng ta sẽ đi sâu chi tiết và nhất định là chúng ta phải loại bỏ hết vô minh loại bỏ không trở thành một người ngu phu nữa và trên nền tảng đôi mắt sáng đó chúng ta thới nhập duyên khởi chúng ta sẽ thành tựu nền tảng của nó quan trọng như vậy thành những bài pháp này không được coi thường lướt qua một chút trong giáo nghĩa cho chúng ta nắm vững chắc rồi đi vào phân tích chi tiết rồi sau đó chúng ta đi vào duyên khởi nữa là chúng ta an toàn trong nhận thức lại như thật biết bốn giới là thiên sáu và giới, tức là như thật biết và thọ giới tương giới hành giới và thức giới. Tức là trừ sắc giới thì có thọ tướng hành thức. Chữ giới này không phải là thọ giới là đi thọ giới hay là thọ các giới điều giới khoáng mà chữ giới này là cái phạm vi của cảm giác. Đây gọi là cảm thọ, phạm vi của cảm thọ, chúng ta gọi là thọ giới phạm vi của của tướng phạm vi của của tướng là gì còn nhớ không năm bát tín hiệu và đặt tên đây chính là tướng hành vi của, của của hành thì sao cái phạm vi của hành nó nằm ở trong năm uống phải không à xét thọ tướng hành bản thân của nó nó cũng là nó luôn và và thức cho nên hành uống nó phổ biến hết trong năm uống còn thức uống thì thì càng vi tế khó thấy hơn khi nói đến ba giới thì lại thấy biết ba giới đó là thiện xảo và giới, tức là nhận thấy biết dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như thật thấy biết về ba giới đó là thiện xảo và giới, tức là thấy biết về sắc giới, vô sắc giới và diệt giới. Diệt giới tức là niết bàn. Là như thật thấy biết về ba giới là thiện xảo và giới, tức là thấy biết về liệt giới trung giới và diệu giới. Việc gì? liệt giới là gì? Hả? liệt giới tức là gì? là ranh giới là phạm vi của một cái đời sống hạ liệt. cho nên nói tới liệt giới là chúng ta liên tưởng tới là địa ngục ngạ quý và xúc sinh ba phạm vi này gọi là liệt giới còn trung giới này á nó là gì chữ trung giới này chúng ta liên tưởng tới là trung hữu liên tới trung hữu còn diệu giới này là chỉ cho à, chỉ cho những cảnh giới kỳ diệu phước báo của chư thiên và loài người là như thật thấy biết về ba giới tức là thiện xảo vừa giới đó là thiện giới bất thiện giới và vô ký giới chúng ta tu thiện bất thiện viễn ly nó và vô ký cũng nên viễn ly cái gì cũng phải có là hữu ký khởi tâm đàng hoàng chứ không có vô tình như vậy thì chúng ta nhìn thấy như vậy biết con đường nào đến liệt giới đến trung giới đến diệu giới pháp nào dẫn tới thiện, pháp nào dẫn tới ác, không nhầm lẫn thiện và ác. Như là lại như thật thấy biết ba giới đó là thiện xảo và giới tức là thấy biết và học giới, vô học giới, phi học phi vô học giới. Cảnh giới của của thanh văn hữu học, của la hán vô học và của những cái bậc phi hữu học, phi vô học là như thật thấy biết và hai giới đó là thiện xảo và giới tức là như thật thấy biết và hữu lậu giới và vô lậu giới là như thật thấy biết và hai giới đó là hữu vi giới và vô vi giới như vậy đó gọi là người trí thiện xảo và giới cho nên chúng ta thấy một loạt từ mái giới sáu giới có ba phạm trù đó là các giác quan 18 giới tới 6 giới là địa thủy hóa phong không thức rồi tới 6 giới nữa là là gì dục giới sân giới hại giới vô dục vô sân vô hại sáu giới nữa là là khổ hỷ ưu xã vô mình nói đến bốn giới từ sắc giới trong năm uẩn nói đến ba giới dục sắc vô sắc nói đến ba giới là sắc giới vô sắc giới diệt giới tại vô sắc giới là thượng giới đó rồi ba giới đó là quá khứ vị lai hiện tại ranh giới của không gian của thời gian quá khứ vị lai hiện tại ba giới đó là thiện bất thiện vô ký ba giới đó là học vô học phi hữu học phi vô học Hai giới đó là hữu lậu vô lậu Hai giới đó là hữu vi vô vi Các phạm trù này ngồi phân tích Chiêm nghiệm một cách sâu sắc tường tận Đến đây chúng ta gọi là Đầy đủ trí tuệ và giới Đây là một bài khảo chứng Chúng ta tới đâu rồi Hiểu tới đâu Thông tới đâu rồi Hả Im lặng trong chánh pháp này a nan Lúc bây giờ a nan bạch phật bạch đức thế tôn như vậy thế nào gọi là thiện xáo về xứ giới rồi tới xứ tại hỏi từng câu từng câu như vậy và chúng ta đang tìm hiểu đây là lướt qua thôi hãy hiểu rằng chúng ta đang lướt qua chưa có đi sâu vào phân tích nhưng mà đọc qua thì nó cũng không có sinh đến cảm thọ động lại cho nên thầy ngừng ngừng một chút một chút gợi ý thôi chúng ta sẽ dựa vào kiến giải phân tích sâu sắc đầy đủ của tôn giả một kiện liền như vậy chúng ta mới yên tâm trong nhận biết của mình Phật đáp rằng người trí như thật thấy biết về 12 xứ là thiện xảo về xứ tức là như thật thấy biết về nhãn xứ sắc xứ nhĩ xứ thanh xứ tỵ xứ hương xứ thiệt xứ vị xứ thân xứ xúc xứ ý xứ và pháp xứ như vậy gọi là người trí thiện xảo về xứ bỏ cái ý thức vấn đề thức ra xấu giác quan và xấu đối tượng nhận biết của nó đây gọi là xấu nơi chỗ xứ sở chúng ta hiểu rõ tính chất phạm trù sự hoạt động tương tác ảnh hưởng lên tâm như thế nào đây gọi là thiện xảo và 12 hai sự anan lúc bây giờ lại bạch phật bạch đức thế tôn người trí thiện xảo và ứng là như thế nào Phật đáp rằng người trí như thật thấy biết về năm uống là thiện xảo và uống, đó là như thật thấy biết về sắc uống, thọ uống, tướng uống, hành uống và thức uống. Đây gọi là người trí thiện xảo và uống. Đà giới. Các uống này chúng ta đã tìm hiểu lần trước rồi phải không? A nan bạch Phật, bởi tình người trí thiện xảo và duyên khởi là như thế nào? Phật đáp rằng người trí như thật thấy biết về 12 chi duyên khởi, thuận nghịch là thiện xáo và duyên khởi. Tức là như thật thấy biết trong khi cái này có mặt cái kia có mặt do cái này sanh nên cái kia sanh. Tức vô minh duyên hành, hành duyên thức thức duyên danh sách, danh sách duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết, khởi sanh sầu tháng khổ ưu nhiễu não. Như vậy là sự tập khởi của khối lớn thuần nhất khổ. Có thân là có khổ là vậy và như thật thấy biết như vậy trong khi cái này không có mặt thì cái kia không có mặt do cái này diệt nên cái kia diệt tức là vô minh diệt nên hành diệt hành diệt nên thức diệt thức diệt nên danh sắc diệt danh sắc diệt nên lục nhập diệt à, lục nhập diệt nên gì nên xúc diệt xúc diệt nên thọ diệt thọ diệt nên ái diệt ái diệt nên thủ diệt thủ diệt nên hữu diệt hữu diệt nên sanh diệt sanh diệt nên già chết sầu tháng khổ ưu nhiễu não diệt như vậy là khối lớn thuần nhất khổ diệt đây gọi là người trí thiện xảo về duyên khởi hai đoạn này chúng ta thấy đường đi ra không hả đi ra từ chỗ nào Hả? Đi ra từ chỗ nào? Chúng ta thấy người trí như thật thấy biết về 12 duyên khởi. Chuyện này là đơn giản rồi. Nhưng mà chúng ta nói này, vô minh hành thức. Vô minh nó đến từ đâu? Vô minh từ đâu? Có mặt. Chúng ta đọc có trong kinh điển chỉ thấy rằng nói rằng trong vô lượng kiếp từ vô thí Một niệm bất giác vô minh khởi lên Cho nên chúng sanh trôi lên trong luân hồi Có đúng vậy không ạ? À? Nhưng mà tự nhiên bất giác làm chi vậy? Chi cho nó trôi lên bao nhiêu kiếp chi khổ vậy? Bao giờ nó hết bất giác? Rồi tu thành Phật rồi có khi nào bất giác trở lại làm chúng sinh không? sao chúng ta biết không? Nói càng nghe thôi, cứ nói càng nghe thôi. Tôi nói chắc chắn nhẹ đường cãi. <laughs> nói như thế đâu được? Nói làm sao mà phải nói cho rõ ràng cái lý lẽ của nó chứ hả? Chúng ta diễn giải những đoạn này chúng ta quên một cái chữ rất là quan trọng mà thưa các vị bản thân thầy cũng mơ hồ tới mấy chục năm á. Hôm nay thầy lưu ý một chút, sau này tới bài duyên khởi thầy sẽ tô đậm lại cho các vị thấy. Đó là tâm của chúng ta duyên vào trong vô minh. Cái đó là cái chuyện quan trọng. Cái tâm chúng ta nó duyên vào vô minh, lúc bây giờ vô minh nó sinh tác dụng vô minh, và lúc bây giờ mới có hành thức danh sách lục nhập. Còn nếu như tâm chúng ta nó duyên vào trí thì sao? Như vậy chúng ta đã phá vỡ cấu trúc 12 như nhân duyên. Chúng ta không bị 12 nhân duyên này trở thành xiềng xích. Cho nên làm sao cho tâm chúng ta luôn thắp sáng bởi trí tuệ. Tức là tâm duyên vào trí mà không duyên vào vô minh. Tới khi ngủ chúng ta còn, còn nghĩ tới công đức, người tới ánh sáng mà. Tâm duyên vào trí. Lúc nào tâm cũng duyên vào trí. Mà tâm duyên vào trí thì loại trừ vô minh. Cho nên hành thức danh sắc lục nhập không còn gây tác dụng với chúng ta được nữa. Đợi ý điều này a nan lúc bây giờ lại bạch phật người trí thiện xảo về xứ phi xứ như thế nào phật đáp rằng người trí như thật thấy biết về xứ phi xứ là thiện xảo về xứ phi xứ tức như thật thấy biết thân ngữ ý ác hành cảm dị thục khả ái khả lạc khả hăng khả ý là điều không thể xảy ra quyết chắc là như vậy thân miệng và ý tạo ra điều ác mà nó có thể chiêu cảm một cái kết quả đó là vừa ý an lạc hạnh phúc điều đó không bao giờ xảy ra được chân lý này chúng ta tin chắc như vậy không ai có thể thuyết phục được nói rằng là đi giết bao nhiêu người để chúng ta lên ở trên cõi trời mang bom đi khủng bố để chúng ta lên cõi trời điều đó không bao giờ có thể xảy ra hồi giáo chân chính không có luận lý đó chỉ có những người cực đoan dựa vào tôn giáo mới có luận lý đó thôi bởi lẽ đơn giản đem đến khổ đau gieo rét tai họa làm sao có kết quả hạnh phúc bất luận anh đứng dưới danh nghĩa nào nhưng anh gieo rất đau khổ và tai họa cho người khác anh phải thọ lấy quả báo tương xứng với những gì anh gây ra bởi lẽ tất cả chúng sinh là kẻ thừa tự nghiệp của chính nó tuyên bố như vậy nói như vậy luận lý như vậy là luận lý vững chắc đánh được chưa hả đó là người trí còn ngược lại thân ngữ ý ác cảm dị thục không khả ái không khả lạc không khả thân không khả ý là điều có thể xảy ra thân ngữ ý diệu hành cảm dị thục không khả ái không khả lạc không khả thân không khả ý là điều không thể có tức là một người làm cái điều ác cái điều xấu mà mà không có mà mà tức là làm những thân ngữ ý làm những cái điều ác mà nghĩ rằng ấy, là nó không có chiêu cảm cái quả gọi là không đau khổ thì những điều đó không bao giờ xảy ra được nhất định nó phải chiêu cảm quả báo khổ đau mà thôi và bên cạnh đó những ai phát khởi thọ giới tu học đây gọi là thân ngữ ý diệu hành thân ngữ diệu hành. Hôm nay chúng ta đi tuần chiếu Đất Già Lam. À, chúng ta tán tháng công đức xây dựng ký túc xá Đại học Sakabuda. À chúng ta à, thọ trì trai giới, chúng ta sách tấn nhau trên con đường tu học. Không khí của chúng ta hướng tới những công đức vô bờ. Như vậy thì đây chính là diệu hành mà với cái diệu hành được khuân tu như vậy mà gọi mà có cái kết quả là là không có an lạc không có vừa ý thì điều đó không thể xảy ra nhất định là nó sẽ có một cái kết quả an lạc ngược lại thân ngữ ý diệu hành cảm dị thục khả ái khả lạc khả hân khả ý là điều có thể xảy ra chúng ta nắm được chưa chân lý vững chắc là như vậy đã hành thân ngữ ý ác hành rồi, do nhân duyên này sau khi thân hoại mạng chúng sanh trong các loài trong các cõi lành là điều không thể xảy ra. Bởi lẽ có một số luận lý, nhất là một số vị họ tu theo một cái công phu đặc biệt mà họ phát triển được ngũ thông bằng đôi mắt thiên nhãn nhìn thấy một người làm việc thật là xấu ác, anh ta chết rồi, anh ta sinh lên trời. Rồi, nhìn thấy một người khác làm việc thiện nhưng mà chết rồi đi vào ở trong địa ngục ngã quý, cho nên người này tuyên bố là người nào làm ác sẽ sinh thiên, người làm thiện bị đọa địa ngục. Bằng chứng là hai người mà anh thấy. Nhưng thưa các vị, hai người là hai trường hợp, nó không đại diện cho một chân lý. Nhưng thường người ta hay vinh vào những hiện tượng như vậy và người ta tuyên bố như thật như vậy. Đó rồi ai tuyên bố ngược lại, họ không có chấp nhận. Những trường hợp này xảy ra khá nhiều trong thời đại Đức Phật còn tại thế. Ngày hôm nay chúng ta cũng thấy vậy đó. Thấy người ta làm việc xấu ác, sau cuộc đời họ cứ phơi phới, còn mình á, khổ đau vất vả đủ điều, nhưng mà à, mình sống ngay thật, nhưng mà gặp phải bao nhiêu tai ương nạn ít cho nên đôi khi chúng ta thấy hình như không có nhân quả, hoặc là nhân quả nó có thì sau đó do cái tâm chúng ta nhìn nó không đa dạng đa thù, nó không đại diện cho một chân lý. đã như đã hành thân ngữ ác hành rồi do nhân duyên này sau khi tăng hoại mạng chung đọa các cõi xấu là điều có thể chảy ra. người trí phải ghi nhận một cách rõ ràng như vậy đã hành thân ngữ ý diệu hành rồi, do nhân duyên này sau khi tăng hội mạng chung, đọa các cõi xấu là điều không thể xảy ra, và ngược lại, đã hành thân ngữ ý diệu hành rồi, do nhân duyên này sau khi tăng hội mạng chung sanh các cõi lành là điều có thể xảy ra. Ví dụ như hôm nay chúng ta tạo được nhiều công đức diệu hành thì chắc chắn chúng ta sẽ sinh ở một cái thế giới an lành, một cái phước báo an lành, điều này hoàn toàn có thể xảy ra biết rõ như vậy khẳng định như vậy đây là thiển xảo với xứ phi xứ hiểu chưa hả à, phi xứ xứ nó ngược lại là như vậy tiếp theo thưa quý vị thế tôn dạy như thế này lại như thật thấy biết về hai luân vương chẳng trước chẳng sau đồng sanh trong một thế giới là điều không thể có. những điều này phải ghi nhớ thuộc lầu đó. Luân vương có bốn hạng: luân vương đồng, luân vương bạc, hình như luân vương luân vương vàng, luân vương thiết. À, vàng gọi là kim luân vương á, vị chuyến luân vương kim luân vương là vị có ai đức nhất, phước báo lớn nhất mà ở trong một cái thế giới nào đó mà có hai vị chuyến luân thánh vương cùng xuất hiện, điều đó không bao giờ xảy ra. Tại sao? Hả? Tại sao? Ai biết? Một nước không hai vua, cho nên ông kia sợ quá từ từ ra đời sau mình giải thích như vậy hay sao thưa đại chúng kiến luân thánh vương một vị đủ khả năng thống nhiếp cả bốn châu thiên hạ bằng bằng gì hả bằng pháp của bậc hiền thánh và bậc hiền thánh không bao giờ có sự là xung đột nhau bậc hiền thánh đêm pháp của hiền thánh trong pháp của hiền thánh không có sự chống trái khi chúng ta có sự chống trái chắc chắn chúng ta đang duyên vào pháp của phạm phu còn khi chúng ta biết rằng mình cần ở trong thánh pháp của như lai thì không có sự chống trái cho dầu hành hoặc như thế nào đi nữa nó vẫn vượt lên trên cả hai thái cực chứ không có sự chống trái vì vậy mà chuyến luân thánh vương ra đời thì lúc bây giờ cần một vị thôi đã đủ đem chánh pháp trang trải cho cuộc đời. Và do vậy mà vị chứng luân thánh vương thứ hai không bao giờ nguyện sinh cùng với một chứng luân thánh vương. Đó là lý do tại sao mà trong cùng một thời đại không bao giờ có hai chứng luân thánh vương. Chỗ này chúng ta nếu không hiểu ít nhất chúng ta cũng phải ghi nhớ. Kinh nói rằng một luân vương sanh một thế giới là điều có thể xảy ra. Thứ hai, hai như lai chẳng trước chẳng sau đồng sanh một thế giới là điều không thể xảy ra. Một như lai sanh về một thế giới là điều có thể xảy ra. Đây là thiện xảo về xứ và phi xứ. Tại sao trong một thế giới ta bà này không có hai Đức Phật. Chúng ta còn thấy trước khi Đức Thế Tôn ra đời thành đạo 200 năm. Ở tại núi Linh Thứ có 500 vị độc giác đang tu hành. Phạm Thiên hiện thân giữa hư không và bảo với các vị độc giác rằng hãy dọn sạch hòn núi này, không nên để cho Phật với Phật có sự lẫn lộn bởi vì hai trăm năm nữa thích ca thế tôn bậc chánh đẳng giác sẽ ra đời và đạo tràng sẽ đặt tại núi linh thiếu này phật như lai chánh đẳng giác với như lai phật phật như lai chánh đẳng giác với phật độc giác hai khả năng này khác hoàn toàn và các vị thấy sau đó các vị độc giác họ hộ trì đấng xuất thế cho nên họ dẫn thân bay ra giữa hư không và tất cả đều đi vào trong niết bàn và sau đó người đời quên lãng hắn không có biết chữ phật là gì và trong kinh điển có một số chỗ mà người ta nghe nó nghe từ phật thôi cái từ buddha thôi là trong tâm của họ đã khơi lên cái sự kính cẩn sự tin tưởng sự quy y rồi thật kỳ lạ chỉ cần nghe thôi ở trong tâm con người nó có một cái sự quy ngưỡng như vậy đặc điểm này chúng ta không hiểu được là tại sao nó có cái sự kỳ diệu như vậy và ở trong quốc độ một đức phật đã đủ để giải thích tất cả kinh điển và mọi hiện tượng bởi vì phật là Đấng nhất thiết trí không cần thiết phải hai vị ra đời để làm chung một việc chúng ta sau này học câu xá có thể là thấy rõ hơn cái điểm này. Luân sư chúng ta sẽ giải thích kỹ càng hơn là vì sao mà hai vị Phật không có ra đời ở trong một quốc độ. Còn bây giờ tại sao Đức Phật không ra đời? Thậm chí có người nói rằng là tôi thấy từ xưa giờ có một Đức Thích Ca Mâu Ni tu thành Phật thôi. Còn từ đó tới bây giờ có ai thành Phật đâu? Mong gì Đức Phật được ra đời Tôi sẽ quy y liền lập tức Và lúc bây giờ thưa các vị Hồi đó thầy cũng nhỏ Chứ mà cũng, cũng nói càng Cũng nói rằng là Đức Phật ra đời làm chi vậy nói, Đức Phật ra đời cho tôi quy y Trong cái, cái pháp quy y tam bảo Nó có sẵn tại sao Phật phải ra đời Để cho một người quy y Anh nói ích quá anh quý y hay không là chuyện của anh Tại sao anh muốn Đức Phật ra đời anh mới quy ý? Còn những gì Đức Phật đã dạy thì đầy đủ ở lại nơi đời. Chúng ta không có chịu thọ trì tu học mà mong muốn Đức Phật ra đời để chúng ta tu. Đây chính là là là, là nối nối càng thôi, nối càng rỡ chứ không có không có lý lẽ gì cả. Giáo pháp của Đức Như Lai còn đầy ở đời hết, nhưng mà chúng ta không hộ trì, chúng ta không học hối chúng ta không có hành theo thì Đức Như Lai có ra đời hay 10 Đức Như Lai ra đời để làm gì? Có đúng không thú quý vị? Bởi vậy cho nên cũng giống như một người mà ngồi mà than khát, than đối mà người ta đỡ nước non người ta mở một cái quán ở sát bên cạnh mà không chịu ăn như vậy mở thì 10 cái quán nó làm gì? Cho nên là bản thân chúng ta là cái điều quan trọng nhất. Hiểu như vậy đó gọi là hiểu về sứ và phi sứ trong phương diện thứ hai. Lạ như thật thấy biết về nữ nhân làm luân vương, đế thích, ma vương, phạm vương và chứng độc giác bồ đề hoặc vô thượng chánh đẳng chánh giác là điều không thể xảy ra. Tại sao? Hả? Thầy không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà thầy chỉ thấy rằng là phụ nữ ai cũng sợ ma có đúng vậy không à? à? nói vậy đó, không sợ ma, thậm chí sợ con con gián, con nhện, sợ con chuột, sợ đủ thứ hết. mà sợ ma mà làm sao làm ma? đây nói này là, là gì? là không có làm ma được mà, ma vương cũng không làm được. mình sợ ma làm sao mình làm ma? đạo lý này để chúng ta thấy rằng là có một số chướng ngại ở trong cấu trúc thân của người nữ có một số chướng ngại họ chướng ngại hơn người nam là thật sự còn trên cái khả năng giác ngộ trong trí tuệ thì dĩ nhiên là người nữ có khi họ trội hơn nhiều họ nhận biết hơn nhiều nếu như so quân bình ra thì á, họ vượt trội hơn người nam cũng khá nhiều thậm chí trăm ngàn người nam cũng chưa bằng một người nữ nhưng mà ở đây Chúng ta hiểu trong một cái thể chất Cái tố chất Cấu trúc của nghiệp Thì nó là như vậy đó Bây giờ mình nói nó thẳng ra Bây giờ Nam và nữ Nam và nữ Cùng hướng cái ái dục Nhưng mà người nữ Phải thọ cái trách nhiệm là Mang thai và sinh con Tự nhiên nó như vậy đó Mà mà một người mẹ mang thai sinh con khổ biết bao nhiêu thứ Có đúng vậy không hả? À? Cho nên tự nhiên là thấy nó đã khổ hơn rồi Thành ra nói điều này chúng ta đừng có nghĩ rằng Đạo Phật là phân biệt nam nữ Đừng nghĩ như vậy Đức Thế Tôn tuyên bố mang tính chân lý Trong khi nhà vua sinh ra một cô công chúa Đức vua tới thăm Phật khởi cái nét mặt buồn rầu tâm sự lên đức vua, tâm sự Phật và Phật nói rằng mẹ của đức vua cũng là người nữ. Cho nên ta không thấy cái khả năng giác ngộ khác nhau ở trong nam và nữ. Nhưng mà cái chức năng trong công việc cái chức năng trong công việc thì không có nữ không có làm được một số việc. Nó là như vậy đó cho nên chúng ta nhìn theo cái chức năng công việc đó, nhìn trong ba cõi mười phương không có đời trời đỡ thích không có nữ nhân, xin nói là không có người nữ làm vua trời, không có, làm người nữ ở thế giới này thì cơ thể làm vua, trong quốc độ dục giới này cơ thể làm tổng thống, nhưng mà trời phạm vương, trời phạm thiên, xin nói là là trời đau lợi á thì người nữ không có thể làm không có thể làm làm vua trời đế thích được nam nhân làm luân vương đế thích ma vương phạm vương và chứng độc giác bồ đề hoặc là vô thượng chánh đỉnh bồ đề là điều có thể xảy ra đây là điều thiển xảo vợ vị sư chẳng hạn như bây giờ nói độc giác bồ đề tự tu tự chứng người ta tự tu con còn tự tu được tại sao lại không làm được nhưng chúng ta hiểu độc giác thường họ không sống ở trong gia đình Họ viễn ly cộng đồng Và họ sống ở trong rừng núi Có khi họ sống chung với các bậc độc giác Đặc tính của họ là không có nói chuyện Không có diễn giải Phật Pháp Không thâu nhận tín đồ Nhưng ở trong đó cũng có hai hạng Có hại là lân độc giác ấy, Thì cái vị này ở một mình luôn còn có những bậc độc giác khác thì họ ở chung với nhau nhưng mà đặc tính của họ không nhận tín đồ không thuyết pháp. Phần ai nói sống không đụng chạm ai nhưng họ ở thành đoàn. Hai yếu tố này có xảy ra. Nhưng các vị nghĩ xem sống ở trong rừng núi các vị chưa có cảm thọ đó. Nhưng thầy ở đây có trải nghiệm, có trải nghiệm cảm thọ rừng núi. Hồi nhỏ ước mong đến rừng núi mà tu học. Cho nên tìm hiểu một số cái bài thuốc trong đầu có thể biết nhiều loại thuốc tây à, xin lỗi thuốc bắc biết nhiều loại biết rỡ cây biết cái loại nào ăn được loại nào chữa bệnh gì cây rừng học hồi đời ý rồi đất đai như thế nào thế nào tại hồi hồi nhỏ tâm cứ muốn là ẩn giật núi rừng thành ra tự chuẩn bị kiến thức này rồi lớn lên đúng quả thật nhân như đứa đấy cũng có thời gian ở rừng chúng ta thấy buổi chiều nó xuống buồn không khiếp lắm nếu như mình không mình không quen không có nghị lực tu hành buổi chiều nghe mấy con bìm bịp nó kêu mấy con cuốc nó kêu tối lại những con chim thật to nó bay rực 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 nó đi ăn rừng núi mênh mông bao nhiêu cái cái tiện nghi đều không có nếu một thời gian bắt đầu thiếu thực phẩm thiếu thuốc uống rồi nước sạch và một số bình nó phát sinh và thời tiết nó khắc nghiệt nó làm cho xấu căn mình cho nên mệt mỏi và có một giai đoạn thầy kiết thất phát nguyện như bậc độc giác không ai cho anh mình ở đôi mà nó đối quá không có gì anh hết thì ngồi chiêm nghiệm thân của mình có bốn đại Chắc có lẽ rằng anh cục đất cũng được hái râu đào rỡ xung quanh mà anh và có lần đó bảy ngày ăn đất xét ăn đất xét ăn tới ngày thứ bảy cái, cái, ruột nó nặng không khiếp lắm bỏ cục đất miệng nhai nuốt khó nuốt vô cùng nó lạc nhéo à các vị ông tin ra cái bao cục đất bỏ nhai thử coi bảy ngày như vậy trải qua như vậy đó nó khóc liệt lắm chứ không phải đơn giản và lúc đó nhất là buổi tối nhiều khi có những áo giác ma quỷ rừng rú đủ thứ rồi trong tâm lại khởi lên là những cái ý nghĩ đi ngược lại với chân lý nữa, Nó khởi lên từ trong tâm chúng ta mới đáng sợ. Còn nói như ở ngoài mà nó 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 dù dù mình không sợ. Mà trong tâm nó đưa ra những cái lý lẽ. Nó nói rằng là mình như vậy, gia tộc như vậy, tài sản như vậy, khả năng như vậy, mình làm như vậy như vậy cũng được, tại sao phải ngồi đây mất mạng uống phí? Và lúc đó chúng ta trở thành một bậc độc giác được hay không? Cho nên thực sự cái gan dạ gan gốc của thân Nam Nhi thì thì mới thực hiện nổi những cái công hạnh đó. Còn thân nữ rất là khó khăn. Sống có nương tựa vào ở trong Tân đoàn hay là trong gia đình, trong tộc họ hoặc là trong các cái thiết chế xã hội như là cái sự bảo vệ của pháp quyền, của y tế, của cái môi trường văn minh hay là của cộng đồng thì cơ thể chúng ta sống một mình. Như hôm nay đại, đại chúng đang sống trong cái môi trường của Mỹ quốc quen minh này Chúng ta không có sợ Chúng ta muốn anh gọi điện ở tới rồi Đem tới rồi Gọi điện cái người ta chớ đến bệnh viện rồi Đầy đủ hết tất cả mọi tiện nghi Cái gì cũng có chứ không có tiền thôi Có đúng không hả? À? Mỹ cái gì cũng có chứ không có tiền Mà có tiền là có thể là chúng ta tiếp cận được tất cả mọi phương tiện Nhưng mà đa số ai cũng đi làm cuối đời cũng còn một số lương cũng còn một số cái uh, cái cái về cái quỹ y tế đó, bảo hiểm cho nên không có đến nỗi gì mà chúng ta lo sợ nhưng mà thứ hối tách chúng ta ra khối cộng đồng bỏ ngồi treo leo trong một cái vùng núi thì chuyện xảy ra lúc đó nó sẽ khác vì vậy cho nên ở đây nói rằng là người người nữ không có thực hiện được một số loại công phu như vậy làm sao thành bậc độc giác À, chúng ta phân tích tiếp. Lại như thật thấy biết về bậc cụ chánh cụ thánh kiến. Cụ thánh kiến này là, là gì? Là bậc dự lưu đấy. Cố ý hại mẹ, hại cha, hại A La Hán, phá hòa hợp tăng và khởi ác tâm làm cho thân Phật chảy máu là điều không thể xảy ra. phàm phu tạo năm cái tội nghiệp vô gián là điều có thể xảy ra cái vị cụ thánh kiến cố ý đoạn mạng chúng sanh là điều không thể xảy ra. Tức là một vị đại chứng dự lưu sơ quả tu đào hoàng không bao giờ họ giết hại chúng sanh nữa. Phạm phu cố ý đoạn mạng chúng sanh là điều có thể xảy ra. Vị cụ thánh kiến cố ý phá hoại các học xứ là điều không thể xảy ra. Phạm phu cố ý phá các học xứ là điều có thể xảy ra vì cụ thánh kiến mà xả bỏ các học xứ thù thắng tức là xá giới những cái giới mà mình thọ một cách thù thắng nó xả bỏ hoặc là học theo cái xứ mà hạ liệt tức là học theo những cái 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 cái, 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 cái hẳn cái nghề mà đòi địa ngục ngã quỷ xuất sanh hoặc là câu ngoại đạo làm thầy điểm này không bao giờ xảy ra hoặc cầu ngoại đạo làm phước điền tức là cầu những cái bậc thiên nhân mà đỡ mình cúng dường cầu phước trong ý nghĩ của họ không bao giờ có thể xảy ra hoặc là chim ngưỡng diện môn của bà la môn tức là chim ngưỡng cung kính cái gương mặt của các bà la môn hoặc là sang môn ngội đạo hoặc là xem bối toán các việc kiết tường cho là thanh tịnh chúng ta học giáo lý rồi đó chúng ta đi xem bối toán bối bài bối mai rùa bối chân, chân gà bối nhiều kiểu bối chỉ tay bối tướng mạo bối xăm quế thượng thượng hạ hạ những điều như vậy mà cho rằng chắc chắn nó sẽ như vậy như vậy là điều không thể xảy ra hoặc là thọ sinh hữu thứ tám hữu thứ tám là hữu gì hả hả hữu thứ tám là hữu gì tức là một vị đắc quả tu đạo hoàng mà nói rằng là con thọ sinh đời thứ tám lần thứ tám thì không bao giờ có chuyện đó tức là tới đời thứ bảy vị này đắc a la hán niết bàn chứ không bao giờ tái sinh tới lần thứ bảy thứ tám bởi vì đơn giản là cái ngọn đèn đó với cái sức dầu đó Nó cháy tới ngày thứ bảy nó sẽ hết Chứ không thể nào kéo dài hơn Điều như vậy là xảy ra Còn đời thứ tám là không bao giờ có Phạm Phu làm những việc như vậy Là điều có thể xảy ra Đây là thiện xảo vệ với sứ, phi sứ Lại như thật thấy biết Năm thiện cái Làm cho tâm ô nhiễm Khiến tuệ lực suy kém, chướng ngại, đạo phẩm, nghịch với niết bàn, chưa nếu chưa đoạn mà tâm khiếu an trụ trong bốn niệm trụ là điều không thể xảy ra. Tức là phải đoạn trừ những điều này để tâm chúng ta an trụ ở trong thân thọ tâm pháp. Còn nếu như mà không thì không bao giờ xảy ra được. Năm trường cái nối rộng cho đến trái nghịch với niết bàn nếu chưa đoạn tâm chưa có khiếu an trụ trong bốn niệm trụ mà tu tập bảy chi đánh giác là điều không thể xảy ra tức là tâm mà không có an trú ở trong quán thân quán thọ quán tâm quán pháp thành tựu mà đi vào mong mỏi được thành tựu thất giác chi thì điều đó không bao giờ xảy ra cho nên phải tu tập thân thọ tâm pháp nó mới hình thành trên hình thành hình thành ra màu sắc của thoát giác chi những bài pháp này những lần trước thầy đã lưu ý rồi phải không ạ à? thân thọ tâm pháp là nền tảng để chúng ta thành tựu được trạch pháp giác chi niệm giác chi năm tiền cái nối rộng cho đến trái nghịch với niết bàn nếu chưa đoạn tâm đã chưa khéo an trụ trong bốn niệm trụ mà tu bảy giác chi chứng đắc thanh văn độc giác vô thượng bồ đề là điều không thể xảy ra năm trường cái nối rộng cho đến niết bàn nếu đã đoạn tâm đã khiếu an trụ bốn niệm trụ rồi và mà tu tập bảy giác chi thành tựu chứng à, chứng đắc thanh văn độc giác vô thượng bồ đề là điều có thể xảy ra đây gọi là trí thiện xảo và sứ và phi sứ Tôn giả nan lúc bây giờ bạch Phật... Pháp môn này gọi là gì? Và chúng con phụng trì như thế nào? Phật nói... Pháp môn này gọi là tứ chuyển... Cũng gọi là đại kính Pháp... Hay đại Pháp kính... Tứ chuyển... Tức là chúng ta hiểu là... Lần chuyển Pháp Luân thứ tư... Hay là chuyển Pháp Luân lần thứ tư... Hay là gì? Hay là... Ba lần chuyển... Thì trong này á thuyết theo cấu trúc của 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 của, của, của tứ cú cho nên gọi nó là tứ chuyển cái cũng gọi là đại pháp kính tức là cái nó giống như là cái lăng kính vậy đó mà nhìn tất cả đại pháp một cách toàn diện cũng gọi là cam lộ cổ cam lộ cổ nó giống như là kinh đến cái vị ngọt cam lộ có đức phật trong quá khứ dùng chữ kinh tức là cam lộ cũng gọi là đa giới nên phụng trì như vậy và chúng ta tìm hiểu nội dung đây chính là nội dung giáo nghĩa đa giới khi ấy a nan đã hoan hỷ kính thọ phụng hành cảm ơn đại chúng đã lắng nghe chúng ta dừng ngang đây Phật hiện thân ở đời như cảm bát Bạn vật đều vô thường Lời dạy cuối đừng quên Phật hiện thân ở đời